Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel sửa chữa Bình Thịnh ha. Bàn làm việc hơi bừa bộn anh em thông cảm nha. Rồi hôm nay Thịnh nói với anh em sẵn tiện Thịnh chuẩn bị thay một cái cục pin Samsung Galaxy S10 Plus. Đó, Thịnh chia sẻ với anh em một cục pin zin chính hãng S10 Plus nó sẽ ra làm sao và những lưu ý anh em cần biết xung quanh công tác thay pin cho dòng máy này ha. Rồi trên tay Thịnh đây là cục pin zin chính hãng Samsung của Galaxy S10 Plus. Chúng ta cùng xem một số cái thông tin ở trên cục pin này. Đó, anh em thấy assemble in Việt Nam ha, hoàn chỉnh ở Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam. Đó, mã pin nè, mã pin anh em nhìn nè. G975 ABU. G975 này cũng chính là cái mã máy của Samsung Galaxy S10 Plus luôn. Đó, loại pin nè. Secondary Lithium Battery, pin Lithium thế hệ thứ 2. Đó, không phải là pin LiPo ha, pin Lithium thế hệ thứ 2 đã được cải tiến. Đó, và dung lượng pin nè, 4100 mAh. Đây là những cái thông số mà được nhà sản xuất đã giới thiệu với chúng ta trong quá trình mà ra mắt cái chiếc Samsung Galaxy S10 Plus. Thì S10 Plus cũng là một trong những dòng máy có thời lượng sử dụng pin rất là tốt ở thời điểm đó. Đó, nhưng mà sau khi mà anh em dùng máy đến tận bây giờ thì đâu đó cũng tầm khoảng 2 đến 3 năm rồi thì chắc chắn viên pin của máy sẽ chai và dẫn đến những vấn đề anh em gặp phải dưới đây. Như Thịnh chia sẻ trong video clip này, những dấu hiệu để anh em biết máy mình cần thay pin ha. Rồi bây giờ chúng ta nói về những dấu hiệu hư pin điển hình trên Samsung Galaxy S10 Plus nha. Rồi đầu tiên đó là nếu mà một ngày đẹp trời anh em sử dụng, anh em thấy tự nhiên cái nắp lưng anh em nó bung lên, nắp lưng máy nó bung lên ha. Đó, và anh em để ý chỗ cái bung đó, anh em bóp bóp bằng tay thì anh em cảm thấy có cái gì đó nó u phình phình lên ở phía trong. Đó, đó là dấu hiệu viên pin anh em bị phù. Đây là dấu hiệu thay pin khẩn cấp nhất. Đó, emergency ha, khẩn cấp cực kỳ. Nếu mà viên pin nó bị phù là anh em phải sớm đi thay thế. Bởi vì ngoài cái vấn đề trải nghiệm sử dụng thì nó rất là nguy hiểm về cái mặt cháy nổ anh em nha. Đó, bởi vì sao Thịnh nói nguy hiểm về mặt cháy nổ? Đặc điểm của những viên pin khi mà nó phù lên, nếu mà anh em va đập, anh em bỏ, thậm chí anh em bỏ túi, anh em bỏ chung với chìa khóa, vô tình có một cái vật kim loại nào đó nó cứa vào, nó cứa vào cái thân pin như thế này, nó sẽ gây phát nổ ngay lập tức, cháy nổ ngay lập tức luôn. Đó, anh em có thể xem những cái video clip về lỗi và tai nạn trong quá trình thay pin. Đó, ở khắp nơi trên thế giới luôn, Việt Nam cũng có, thế giới cũng có. Đó là khi như thế nào, anh em để ý cái quá trình khi mà người ta tháo cái viên pin cũ bằng cái việc người ta nạy nó lên. Đó, thì vô tình cái vật nạy á, nó bằng kim loại nó sẹt vào cái viên pin, nó gây cháy nổ liền. Đó, rất là nguy hiểm, anh em phải cực kỳ lưu ý khi mà pin phù. Bởi vì pin phù nó có thể dẫn đến cho anh em cái tình huống tương tự như là cái tình huống mà thay pin bị sai cách như vậy. Đó. Rồi thứ hai đó là viên pin nó tuột nhanh. Ngày xưa ví dụ anh em xài cục pin này cả ngày hoặc là qua ngày rồi anh em mới phải thay pin, qua ngày mới phải sạc pin, thì hôm nay một ngày chúng ta phải sạc mấy lần, 2-3 lần, mặc dù cái cường độ sử dụng thì cũng như vậy. Đó, và đặc biệt là anh em lưu ý khi mà cái vấn đề hao pin này nó có đi kèm với nóng máy bất thường hay không. Nếu máy không có nóng bất thường và nó cứ hao pin một cách đều đặn như vậy thì là do pin chúng ta chai. Chúng ta có thể kết hợp với những cái thông số về thời gian sử dụng, ví dụ máy đã trên 1.5 năm rồi thì bắt buộc chắc chắn rằng pin nó sẽ chai ha. Đó, anh em càng sử dụng thì cái việc nó chai nó sẽ càng nặng hơn và nó dẫn đến những cái dấu hiệu càng rõ nét hơn. Đó. Còn nếu máy hao pin đi kèm với nóng máy bất thường, máy chúng ta không sử dụng gì lúc nào máy nó cũng nóng rang, nó cũng ấm hoài thì như thế nào, thì đó có nghĩa là máy nó đang bị hao nguồn. Đó, nó rút nguồn liên tục luôn. Đó, lúc này thì anh em có thay bao nhiêu cục pin đi nữa nó cũng không giải quyết được cho anh em cái vấn đề này. Đó. Lúc này anh em phải làm gì? Anh em cần phải kiểm tra tại những cơ sở sửa chữa chuyên về Samsung để họ kiểm tra main coi nó chạm ở đâu, hao nguồn ở đâu, nó dẫn đến cái tình trạng mà rút pin liên tục như vậy, và họ sẽ xử lý ở trên main ha, xử lý ở trên main. Thì nó mới dứt điểm được cái lỗi này. Đó, nếu không mà chúng ta cứ mù quáng, chúng ta cứ đặt pin rồi thay thì dù pin zin hay là pin tốt cỡ nào về nó cũng vẫn chai, vẫn hao y chang như vậy anh em nha. Rồi, cái dấu hiệu tiếp theo đó là máy tự tắt nguồn khi mà pin vẫn còn. Có nghĩa anh em xài đến đâu đó tầm khoảng 30 hoặc 40% hay 20% gì đó, tự nhiên máy nó tắt cái bụp luôn. Anh em bật lên thì máy nó báo hết pin. Lúc này anh em cắm sạc vô thì nó lại sử dụng được tiếp. Bật lên thì nó lại có pin để sạc lên tiếp. Và thông thường thì nó sạc sẽ nhanh đầy lắm, nhưng mà nó sử dụng thì rất là nhanh hết. À, đó là một dấu hiệu điển hình của hư pin luôn. Và khi mà nó đã chai những cái cell cuối ở 20-30% cuối như vậy, anh em tiếp tục sử dụng một thời gian thì nó sẽ đi đến cái dấu hiệu thứ tư. Đó là anh em phải cắm sạc liên tục anh em mới xài được, rút sạc ra nó tắt nguồn ngay lập tức. Có nghĩa là những toàn bộ cái cell pin nó chai hết luôn. Ở dấu hiệu thứ ba thì nó chỉ chai ở đoạn 20-30% đổ lại thôi, ở trên nó vẫn cầm pin được. Nhưng mà xài riết thì nó qua dấu hiệu thứ tư. Đó là nguyên một cục pin nó không cầm được cái đoạn nào hết. Có nghĩa là anh em chỉ cắm được cái bộ sạc trực tiếp vào
và viên pin nó chỉ làm cái vật dẫn trung gian để truyền tải nguồn điện từ cái bộ sạc của anh em vào cho máy sử dụng thôi. Anh em rút ra nó tắt nguồn ngay lập tức. Đó, một dấu hiệu mà đôi khi anh em không biết, chưa xem được video clip này thì anh em nghĩ máy mình nó bị chạm chập gì ghê quá, sao rút sạc ra cái nó tắt nguồn luôn. Cắm sạc thì xài được ha. Rồi, trên đây là những cái dấu hiệu mà hình nói rất là điển hình và hay gặp nhất và tình trạng hư pin trên Samsung Galaxy S10 Plus. Ngoài ra có một số cái tình huống, ví dụ như pin nó sẽ hư đi kèm với những cái lỗi khác, ví dụ như máy anh em vô nước rồi này nọ, thì cái đó chúng ta phải kiểm tra chính xác ha. Còn đây là trường hợp máy chúng ta đang sử dụng được và nó phát sinh những dấu hiệu này, thì đây cũng là cái tín hiệu cho anh em rất rõ ràng ghi để anh em đi thay pin cho thiết bị. Rồi, tiếp đến thì nói về những lưu ý để có chất lượng thay pin Samsung Galaxy S10 Plus tốt nhất. Đầu tiên có hai yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ thay pin cho anh em, đó là viên pin này, chất lượng nó như thế nào, và thứ hai đó là tay nghề của người kỹ thuật viên thao tác. Đó, một viên pin zin chính hãng như Thịnh đang cầm trên tay đây của Samsung Galaxy S10 Plus sẽ cho anh em cái chất lượng tốt nhất, cái trải nghiệm sử dụng hoàn hảo nhất ha. Không có pin nào tốt hơn pin zin hết, Thịnh khẳng định 100% với anh em. Đó, Thịnh đã kinh nghiệm và đã test qua rất là nhiều loại pin rồi, những cái loại pin dung lượng cao rồi tất cả đều chỉ được cái thời gian ngắn 1-2 tháng lúc ban đầu, sau đó nó tụt còn nhanh hơn cục pin zin của anh em rất là nhiều. Chỉ một viên pin zin chính hãng và mới tinh như thế này thì cho anh em cái thời lượng sử dụng tốt nhất và bền bỉ nhất thôi. Đó, đúng cái loại pin này nha anh em, nó cực kỳ pin zin chính hãng, cực kỳ là tinh xảo và chắc chắn. Đó, những chữ rồi nó in rồi chắc chắn rất là đẹp, nó rõ nét lắm. Rồi, khi đã thỏa mãn được vấn đề một cái viên pin zin tốt như thế này thì chúng ta sẽ cần đến một cái tay nghề của người kỹ thuật viên am hiểu và gọi là khéo léo đó, để làm sao để họ am hiểu về thiết bị thì họ biết những cái kết cấu ở bên trong như thế nào, và một chút tay nghề khéo léo thì họ sẽ mở máy ra thật là đẹp, họ giữ gìn máy chúng ta nguyên trạng và họ lắp ráp không làm ảnh hưởng đến những bộ phận khác đó, cũng như đảm bảo được cái quá trình thẩm mỹ. Có nhiều anh em tháo cái máy ra thay pin mà sau đó dán lại keo rồi lởm chởm rồi tùm lum hết, hoặc là máy nó hư hại cái này hư hao cái kia đó, chúng ta chỉ thay một cục pin thôi mà làm phát sinh rất nhiều vấn đề. Anh em nào đặt mua pin về với ý định tự thay thế thì anh em lưu ý nha, rất nhiều trường hợp anh em thay cục pin mà anh em gây ra hậu quả nghiêm trọng cực kỳ. Ví dụ như anh em thay pin mà anh em làm hư nguyên cái màn hình đó, anh em đã nghe cái tình huống này chưa? Thịnh đã gặp rất là nhiều nha. Bởi vì sao? Bởi vì viên pin hư nó được dán chặt vào trong cái khung vỏ, và dưới ngay cái viên pin đó chính là cái màn hình Super AMOLED của S10 Plus. Đó, khi mà anh em cậy cái viên pin hư lên á, anh em làm thao tác không đúng cách. Anh em xem ở trên mạng, anh em thấy những video người ta thay pin rồi thấy dễ quá, nhưng mà anh em không biết đó là những người thợ chuyên nghiệp. Đó, người ta đã kinh qua rất là nhiều máy rồi, và người ta đã đúc kết những cái kinh nghiệm rồi, nên cái động tác người ta mới nhanh gọn và không có thừa. Đó, anh em mới cảm thấy dễ, nhưng mà đến lúc anh em đụng vô anh em làm đó thì anh em thấy ủa sao nó keo này nó cứng quá ta rồi kia, rồi bắt đầu làm thử đó, làm một hồi khi mà anh em gắn cục pin vô anh em bật lên anh em thấy cái màn hình nó sọc không luôn, là anh em biết là anh em đã trả giá rất là đắt, bởi vì bộ màn hình S10 Plus hiện nay nó vẫn gần 4 triệu mấy 5 triệu hơn đó. Anh em lưu ý vấn đề này ha, tìm đến những cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp để họ thay pin cho mình. Đó, anh em ở tỉnh thành xa, ví dụ anh em muốn mua đúng cục pin zin của Thịnh như thế này thì Thịnh gửi về cho anh em, nhưng mà anh em nên mang ra cho thợ chuyên nghiệp người ta thay. Nếu mà anh em không có kinh nghiệm, không có kỹ năng ở trong cái lĩnh vực sửa chữa này thì mình không nên mạo hiểm những cái công tác này anh em nha. Đó, dễ thời gian để làm những cái việc hữu ích đúng với cái chuyên môn của mình thì Thịnh nghĩ là nó hay hơn. Rồi, ok, cảm ơn em đã theo dõi video clip này ha. Nếu anh em có nhu cầu thắc mắc nào cần tư vấn và công tác thay pin cho Samsung Galaxy S10 Plus thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, thông tin Thịnh sẽ để ở bên dưới. Rồi, bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.